Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên, chuyên gia về marketing online và bán hàng trực tuyến. Hôm nay tôi rất vui được chia sẻ với các anh chị và các bạn bài học tiếp theo trong chương trình Kinh nghiệm Sale by Phan Anh, giúp các anh chị trở thành những người bán hàng chuyên nghiệp, giúp các anh trở thành những người bán hàng hiện đại và trở thành những best seller, tức là những người bán hàng giỏi nhất trong công ty của các anh chị, trong cái khu vực của các anh chị, để giúp các anh chị có thể là gia tăng được thu nhập cho bản thân, giúp các anh chị có thể tăng trưởng được cái hoạt động bán hàng, doanh số cho công ty của mình hoặc là ở những cái đơn vị mà mình đi làm thuê, và sẽ trở nên giàu có, sẽ trở nên thành đạt, sẽ trở nên thành công hơn. Tôi rất kỳ vọng với những kiến thức, với những cái kinh nghiệm 12 năm đi làm của tôi và đọc hàng trăm cuốn sách về marketing, về sale, về PR và đã trải nghiệm qua hàng chục công ty với các cái cương vị giám đốc bán hàng, được chia sẻ với các anh chị trong các cái chương trình đào tạo như thế này. Vâng, để không mất thời gian của anh chị nữa thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị bài học ngày hôm nay, đó là chân dung một người bán hàng chuyên nghiệp. Vâng, khi nói về chân dung một người bán hàng chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ nói đến các yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài của cái người bán hàng đó. Vâng, thế thì để đi vào từng phần, và những cái phần rất lớn thì chúng ta sẽ bắt đầu từ từ. Chúng ta sẽ nói từ bên ngoài cho tới bên trong, đúng không ạ? Thế thì về phần thứ nhất là bên ngoài, cái chân dung của cái người bán hàng thì người ta sẽ cần những cái gì, có đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta khi nói về bên ngoài thì bao giờ chúng ta cũng tưởng tượng ra đó chính là ngoại hình, đúng không ạ? Đó chính là ngoại hình. Thế thì chúng ta sẽ phải để ý đến trang phục, đến cách ăn mặc, đúng không ạ? Mặt mũi có sạch sẽ hay không, đầu tóc có gọn gàng hay không, ví dụ trông như tôi như này, đúng không? Đấy, giày tất, dây lưng, đúng không ạ? Tình trạng răng miệng có sạch sẽ hay không? Đấy, móng chân, móng tay, vân vân. Đó chính là cái ngoại hình ban đầu khi chúng ta nói về một cái chân dung một cái người bán hàng chuyên nghiệp đó. Ví dụ như các bạn có thể sử dụng trang phục là đồng phục của công ty, và đây là một cái cách mặc trang phục rất là mạnh mẽ, rất là tốt, rất là mang tính đồng đội, đúng không ạ? Nhận diện thương hiệu rất tốt. Tuy nhiên, với một số công ty không quy định mặc đồng phục, hoặc là những cái vị trí cao cấp, bạn có thể mặc những cái trang phục tự do hoặc là mặc complete như tôi, đúng không ạ? Vâng, thế thì ở đây khi mà các bạn mặc trang phục thì các bạn cũng cần phải chọn trang phục làm sao cho nó gây ấn tượng, làm sao cho nó thể hiện được cái sự lịch lãm, thể hiện được cái sự chuyên nghiệp của mình. Ví dụ như là tôi hôm nay tôi có mặc cái bộ complete như thế này để trò chuyện với các anh chị, để chia sẻ với các anh chị với một cái tâm thế rất là tự tin, rất là tôn trọng các anh chị và muốn gây ấn tượng với các anh chị. Bởi vì khách hàng của tôi trong trường hợp này là ai? Khách hàng của tôi trong trường hợp này chính là các anh chị đang xem video của tôi. Và tôi đang bán hàng, tôi đang thực hiện một việc bán hàng. Các anh chị đừng nghĩ rằng là tôi chỉ đang giảng bài, tôi chỉ đang truyền đạt kinh nghiệm. Thực sự là tôi đang bán hàng. Và tôi đang hướng dẫn mọi người rằng ngoại hình bên ngoài rất quan trọng đối với một người bán hàng chuyên nghiệp. Vậy thì tôi ăn mặc không chuyên nghiệp thì các anh chị có tin được không ạ? Các anh chị có phục tôi không ạ? Vâng, chắc chắn là không rồi. Vậy thì tôi phải thể hiện tôi là một người rất chuyên nghiệp từ ngoại hình, gây ấn tượng với các anh chị. Vâng, các anh chị chọn một cái bộ com lê như thế nào? Tôi giả sử thế, đúng không ạ? Từ màu sắc trang phục, áo sơ mi cho đến cà vạt, đấy, cho đến dây lưng, đầu tóc, vân vân, thì chúng ta cần chú trọng như vậy. Không một khách hàng nào muốn bán hàng, muốn mua hàng, muốn trò chuyện với một cái người mà đầu tóc thì bù rù, ăn mặc thì nhếch nhác, không chú trọng, áo thì xoăn tít lên, rồi thậm chí bẩn, mùi hôi bốc lên, đúng không ạ? Đấy, rồi thì răng miệng cũng không vệ sinh sạch sẽ, vân vân. Móng chân, móng tay thì có khi là vàng khè, rồi trông rất là rách rưới. Tất nhiên chúng ta không trông mặt và bắt hình dong, nhưng mà chúng ta nên thể hiện sự tôn trọng của người bán hàng đối với khách hàng của mình. Đặc biệt là càng khách hàng cao cấp thì bạn cần phải sự chuyên nghiệp về mặt ngoại hình càng lớn, đúng không ạ? Các bạn để ý nhé, các hàng không tại sao người ta mặc trang phục rất đẹp? Thực ra tôi cho rằng những người tiếp viên hàng không cũng đơn thuần chỉ đang bán hàng hoặc là phục vụ những khách hàng ở trên chuyến bay, thì thực ra họ cũng đang bán hàng. Thế cho nên là tại sao mà họ lại mặc những cái trang phục đẹp như vậy? Đó chính là cái vấn đề về bên ngoài, về ngoại hình, sự chuyên nghiệp. Và nó còn mang sắc thái, đấy là
thương hiệu, đấy là đẳng cấp của người bán hàng, đẳng cấp của một công ty, đẳng cấp của một doanh nghiệp. Và về phần ngoại hình thì chúng ta cũng phải chú trọng đến cả cái phong thái của người bán hàng. Cái phong thái ở đây là ví dụ như là một cái phong thái rất là tự tin, rất là chuyên nghiệp, rất là thân thiện, đúng không ạ? Rất là cởi mở. Đấy. Và chúng ta không muốn gặp những cái người bán hàng là trông rất là ủ rũ, trông rất là lề mề, trông rất là buồn bã, đúng không ạ? Cái phong thái đấy sẽ không được chấp nhận trong những cái bối cảnh mà cạnh tranh ngày nay rất khốc liệt như vậy. Khách hàng sẽ được lựa chọn và khách hàng sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Đó, thì chúng ta phải tạo ra một cái phong thái hết sức là tự tin, chuyên nghiệp, thân thiện. Đó là những cái thứ mà chúng ta muốn thể hiện cho khách hàng thấy, đúng không ạ? Và đặc biệt đó là sự nhiệt tình trong bán hàng. Sự nhiệt tình trong bán hàng sẽ rất quan trọng, ta sẽ nói về tố chất sau. Đó. Thứ ba nữa, ở trong cái phần ngoại hình đó chính là phần lời nói, đúng không ạ? Ngôn từ sử dụng. Thì chúng ta sẽ nói chuyện với khách hàng của chúng ta bằng ngôn ngữ của chính họ, đúng không ạ? Bằng ngôn ngữ của chính họ. Tức là như thế nào? Ví dụ như là các bạn sẽ phải sử dụng những ngôn ngữ rất là trang trọng, rất là lịch sự và trong lĩnh vực kinh doanh mà chúng ta hay gọi đấy là business style đấy, đúng không ạ? Cái phong cách doanh nhân là chúng ta trò chuyện vâng, thưa, gửi, vui lòng, xin cảm ơn. Đấy, đó chính là cái cách chúng ta sử dụng ngôn từ lời nói. Cái lời nói của chúng ta nó thể hiện được cái sự trang trọng, sự nồng ấm, đúng không ạ? Và sự nhiệt tình. Đấy, chúng ta uể oải mệt mỏi thì khách hàng cũng không thích. Đó, đấy là cái phần thứ ba trong phần ngoại hình. Và đặc biệt tôi muốn nói đến yếu tố khuôn mặt, yếu tố khuôn mặt và nụ cười. Người ta có một cái câu như thế này ạ: nếu không biết cười thì đừng nên bán hàng. Bởi vì khách hàng luôn muốn sự vui vẻ, khách hàng luôn nhìn thấy cái nụ cười của người bán hàng. Họ không quan tâm đến bạn mệt mỏi thế nào, họ không quan tâm đến chuyện bạn có gia đình, có trục trặc gì, họ không quan tâm ngày hôm qua bạn phải thức đêm thức hôm để làm việc, họ không quan tâm. Họ chỉ quan tâm đến chuyện là bạn đang đối diện họ, họ đang đối diện bạn, là một người như thế nào, có đầy đủ năng lượng hay không, có tràn trề sinh khí hay không, có thật vui vẻ hay không, đúng không ạ? Ví dụ như là chiều nay chẳng hạn, tôi vừa đi gặp một khách hàng, chị ấy là một cái giám đốc của một cái doanh nghiệp về nội thất, cũng nhỏ nhỏ thôi, doanh thu cũng khoảng độ 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi một tháng. Thì chị đang nhờ tôi tư vấn và đào tạo cho chị về việc quản lý nhân sự cũng như là thiết lập các quy trình để quản lý. Thì tôi cũng tư vấn và tôi trò chuyện. Thế thì chị nói với tôi là em trông anh cũng hơi mệt mệt, hay là anh làm việc nhiều quá. Vâng, đó. Thế thì tôi bảo tôi cũng thú thật là hôm qua thì tôi đi làm, tôi đi dạy về đến 10 giờ mới về. Sau đó thì tôi lại tiếp tục làm việc, quay video đến đêm. Cho nên là tôi làm việc cường độ cũng hơi nhiều một chút, nên là hôm nay không được tươi tắn khỏe khoắn lắm. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thì khách hàng người ta sẽ nhìn thấy cái điều đó và người ta cảm thấy thương hại mình. Vâng, thế thì tất nhiên mình cũng sẽ thừa nhận thôi, vì đây là cái mối quan hệ cũng thân thiết, đúng không ạ? Không có vấn đề gì lắm. Nhưng mà rõ ràng tốt hơn thì tôi nên thể hiện cái sinh lực, sự tràn trề, sức khỏe giống như tôi đang thể hiện với các anh chị trong video này thì sẽ tuyệt vời hơn. Các bạn có đồng ý với tôi không ạ? Vâng. Cái nụ cười của chúng ta cũng phải tập. Đấy, cười một cách tự nhiên, cười một cách thân thiện, cười như mùa thu tỏa nắng. Đó, cười mà thể hiện một cái sự chân thành, chân thật vào đúng cái thời điểm. Cái nụ cười nó cũng phải vào đúng thời điểm. Khi chúng ta nói đến chuyện buồn thì chúng ta đừng có cười ô ô lên, đúng không ạ? Chúng ta phải trầm ngâm sâu lắng, chia buồn với người ta. Đó. Và khi mà người ta nói chuyện cười thì chúng ta cũng phải cười. Hoặc là chúng ta kể chuyện cười thì chúng ta cũng phải làm cho nó vui vẻ lên. Đấy, cái nụ cười nó rất là quan trọng đối với một người bán hàng, dù là nhân viên kinh doanh cấp thấp hay là một giám đốc kinh doanh cấp cao. Chứ các bạn đừng đem cái bộ mặt đưa đám hay là lạnh lùng tỏ ra như thế là chuyên nghiệp, không phải đâu. Nụ cười, đúng không ạ? Các bạn thấy đấy, trên các cái chuyến hàng không thì họ luôn luôn cúi chào và nở nụ cười. Đấy, còn thế còn cái chuyện chào hỏi thì đấy là cái tác phong, đúng không ạ? Nó thuộc về phần tác phong. Cách chúng ta chào hỏi như thế nào? Cách chúng ta chào hỏi như thế nào? Chúng ta bắt tay như thế nào? Cái bắt tay nó cũng phải mạnh mẽ, đúng không ạ? Trang trọng, lịch sự. Đó. Thế thì tôi sẽ hướng dẫn rất nhanh thôi, bởi vì là nó cũng phần này tôi thấy là nó cũng tương đối là dài, nhưng mà nó rất là kỹ, đúng không ạ? Thí dụ như cái bắt tay thì thông thường thì các bạn thấy là trong cái phong cách về doanh nhân cũng như chính trị gia thì
là cái bắt tay bao giờ cũng phải là một cái bắt tay rất là gì ạ, trang trọng, rất là nồng ấm, và chúng ta bóp cái bàn tay nó đủ lực, đừng có bóp quá mạnh. Tôi thường hay gặp những người người ta nhiệt tình quá, người ta bóp cái lòng bàn tay như thế này rất là chặt và khiến cho đối phương cảm thấy bị đau. Thì chúng ta nên bóp đủ lực, chúng ta cảm thấy đủ chặt chẽ, nồng ấm là được, không nên bóp mạnh. Và thứ hai nữa là cái bàn tay chúng ta đưa ra, chúng ta sẽ trụm vào như thế này, được chưa? Chúng ta trụm vào như thế này, chúng ta đưa ra với một cái phong thái rất là nhanh nhẹn. Và em chào anh, rất vui được làm quen với anh. Em là Phan Anh. Vâng, em là Phan Anh, giám đốc kinh doanh của tập đoàn X. Vâng, thì cái cách như vậy chúng ta rất là ok. Và có một số cái sai lầm khi bắt tay, đúng không ạ? Trong cái phần giao tiếp này, thì có một số cái sai lầm đó là chúng ta húng núm hoặc là chúng ta đưa hai tay ra bắt. Người Việt Nam mình rất là hay đưa hai tay ra bắt, thì thể hiện cái sự tôn trọng đối với người trên. Cái đấy là cái rất là đúng đấy, nhưng mà thực ra lại là hơi sai một chút. Ý tôi muốn nói là cái sự thể hiện sự tôn trọng là đúng, nhưng mà cái cách mà đưa hai tay ra bắt là không đúng. Bởi vì trong quan niệm về giao tiếp thì người ta luôn bắt một tay như thế này. Còn nếu bạn muốn tôn trọng đối phương, ví dụ như người ta là người lớn tuổi, vị trí cao cấp, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể cúi người xuống và dùng cái tay trái chúng ta đợi ở đây, đúng không ạ? Chúng ta đợi như thế này, cúi người xuống. Vâng, chào ra chú ạ, em chào anh ạ. Đó, thì đấy là cái cách chúng ta sẽ tỏ ra rất lịch sự. Hoặc là chúng ta khi chúng ta đưa tay ra thì cái tay trái này chúng ta nên để ở trên bụng. Các bạn chào anh, vâng, rất vui được gặp anh. Vâng, đấy là cái tôi trao đổi một cách nhanh như vậy thôi. Ngày xưa tôi được học một cái chương trình của Bộ Ngoại giao Singapore, người ta dạy cho các doanh nhân ở Việt Nam, thì họ dạy khá là kỹ về cái giao tiếp như vậy để chúng ta gây ấn tượng, để chúng ta tỏ ra chúng ta chuyên nghiệp. Tất nhiên khi mà chúng ta bắt tay thì tay lúc nào phải trong tình trạng khô ráo, sạch sẽ, đúng không ạ? Vâng, và không cầm nắm cái gì cả đấy. Và thậm chí là chúng ta sẽ để sẵn trong túi một cái danh thiếp, và chúng ta cũng phải học cả cái kỹ năng đưa danh thiếp nữa. Thì cái này nó hơi thiên về cái kỹ năng giao tiếp, thì tôi sẽ nói nhanh thôi bởi vì nó vẫn thuộc về bên ngoài. Nhưng nếu mà chúng ta nói kỹ quá thì thực sự là một cái video nó quá dài, thì tôi nghĩ các bạn cũng sẽ rất là thích, đúng không ạ? Thì chúng ta khi gặp đối tác thì chúng ta sẽ luôn chuẩn bị danh thiếp, nó sẽ nằm trong phần sale kit, tức là công cụ bán hàng, và tôi sẽ nói sau đây thôi. Thì chúng ta sẽ đưa danh thiếp, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đưa, thường là đưa hai tay đối với người lớn và đưa một tay đối với những người bạn của mình, những người đồng trang lứa với mình, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lấy và gửi anh cái danh thiếp. Wow, đây là danh thiếp của em. Tất nhiên khi chúng ta đưa danh thiếp thì chúng ta sẽ phải xoay cái danh thiếp ra phía đằng trước và đưa cho họ như vậy, đúng không ạ? Và ví dụ như người Nhật, người Hàn họ đưa danh thiếp thì bao giờ họ cũng đưa hai tay vào cúi chào như này rất lịch sự. Thì người Việt Nam mình không có cái thói quen như vậy, không có cái văn hóa như vậy, thì chúng ta vẫn có thể học. Chúng ta đưa, chúng ta cúi chào như này thì cũng rất là lịch sự và trang trọng cho khách hàng và đối tác của chúng ta. Đó. Ngoài ra thì cái chuyện mà các bạn lựa chọn trang phục thì tôi sẽ nói về cái business style và cái political style, tức là cái phong cách doanh nhân cũng như là phong cách chính trị gia. Còn freestyle thì tôi không nói, tức là phong cách tự do thì tôi không nói, đúng không ạ? Thế là chúng ta nên chọn những cái trang phục như là áo com lê, quần Âu thì có cái màu là nó gọi là màu sẫm, đúng không ạ? Ví dụ như là màu gà tan như cái áo mà tôi đang mặc như thế này đấy, hoặc là màu xanh nước biển đó, hoặc là màu xanh tím than. Đấy là những cái màu mà người ta rất là nhã nhặn, và đặc biệt là màu đen là màu của đại lễ, màu của cái sự sang trọng. Thế khi mà chúng ta mà mặc sơ mi, chúng ta muốn thắt cà vạt thì chúng ta hãy chọn sơ mi một màu, và cà vạt thì chúng ta nên chọn một cái màu tông nó nổi hơn cái màu áo sơ mi một chút. Đó, thì chúng ta có thể lựa chọn cái phong cách như vậy. Đối với cà vạt thì các bạn trẻ như tôi chẳng hạn thì chúng ta có thể nên lựa chọn những cái bản nhỏ để trông nó trẻ trung hơn. Thế còn đối với những người lớn tuổi hơn một chút thì các anh chị có thể lựa chọn những cái bản nó to. Cà vạt nó cũng có size đấy, bản to, bản nhỏ, để chúng ta đeo sao cho nó phù hợp. Và lựa chọn những cái màu sắc làm sao nó nhã nhặn nhất, lịch sự nhất, đúng không ạ, trang trọng nhất, tránh những cái màu nó quá nắm. Thì đấy là một số những cái gợi ý để giúp cho các anh chị ăn mặc lựa chọn cho nó chuyên nghiệp. Và trước khi chúng ta đi gặp khách hàng, chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị về phần bên ngoài, như là trang phục, như là đầu tóc, đúng không ạ, như là vệ sinh răng miệng cá nhân, mặt mũi, hay là trước khi bắt tay chúng ta sẽ phải lau khô tay, vân vân. Những cái như vậy thì tôi sẽ không đả động nữa.
tôi cũng muốn nói với các anh chị là khi mà tôi đi gặp khách hàng thì khách hàng của công ty chúng tôi thì thường những khách hàng khá là VIP, bởi vì hiện nay thì tôi đang làm giám đốc kinh doanh cho một cái tập đoàn giáo dục khá là lớn. Tất nhiên tại cái thời điểm mà các anh chị xem video thì có thể tôi không còn làm việc ở đó nữa, bởi vì là tôi không biết cái video này các anh chị sẽ xem ở trong thời điểm nào, đúng không ạ? Vâng, thế thì các khách hàng của tôi rất là VIP, thực sự là những người giàu có ở khu vực Hà Nội, rất là giàu có. Thế thì chúng tôi luôn luôn phải lựa chọn trang phục rất là cẩn thận và chuyên nghiệp. Đó là ví dụ như là tôi thường có trong bàn làm việc của mình keo vuốt tóc, rồi lược chải đầu, rồi nước hoa, rồi đồng hồ, rồi cà vạt đấy, để sẵn sàng là chúng tôi sẽ phục vụ các khách hàng khi mà khách hàng đến. Họ không muốn gặp những cái người mà tỏ ra là ăn mặc xuề xòa quá, thiếu chuyên nghiệp. Đó là cái ý tưởng mà tôi nói về ngoại hình. Vâng, thế thì phần tiếp theo của cái bài học này đó là tôi sẽ nói về công cụ bán hàng. Thì xin hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.